sáng hôm nay thì tôi xin hội thánh của Chúa cũng như chúng ta sẽ suy cảm lời Chúa cùng học chung với nhau trong sách tin lành giang đoạn 1 từ câu 1 đến câu 5. Và tôi sẽ nhờ ơn Chúa trong suốt tháng 12 này tôi sẽ chia sẻ về cái chủ đề là Đức Chúa Sư Chris. Đức Chúa Sư Chris là Đức Chúa Trời, Ngài đã trở thành người và vào trong thế gian này để hy sinh chịu chết để cứu chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải được nhắc lại, chúng ta cần phải học lại để biết Chúa Jesus Christ là ai. Và khi chúng ta biết Chúa Jesus Christ là ai thì chúng ta sẽ yêu mến Chúa, chúng ta sẽ sống cho Chúa cho sự vinh hiển của Ngài. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau về đấng Christ vĩnh hằng. The Eternal Christ ở trong gian đoạn 1 từ câu 1 đến câu 5. Ở à, trong uh, câu số 1 á, là Lời Chúa phán rằng là ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. À, đây là câu kinh thánh uh, rất là quan trọng mà chị em và tôi mong rằng ở mà chị em chúng ta nhớ câu kinh thánh này à, trong uh, uh, sự học lời Chúa thì đây là cái câu uh, chìa khóa hay là câu câu chính trong phần kinh thánh này à, ban đầu có ngôi lời ngôi lời ở cùng đức chúa trời và ngôi lời là đức chúa trời ở à, trong phần kinh thánh này có ba ý chính à, ý thứ nhất là đức chúa giêsu christ là đức chúa trời ở trong câu số 1, câu số 2. và ý thứ hai là đức chúa giêsu christ là đấng tạo hóa ở trong câu số 3. và đức chúa giêsu christ là nguồn sự sống ở câu số 4 và câu số 5 ban đầu có ngôi lời à, Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa trời trong câu số 1, câu số hai à, cái điểm mà chúng ta à, khi chúng ta đọc lời Chúa chúng ta thấy à, kinh thánh ghi lại ban đầu có ngôi lời ban đầu có ngôi lời cái chữ ban đầu ở đây nói đến nguồn gốc nói đến cái nguyên thủy của của ngôi lời à, ban đầu có ngôi lời cái chữ ngôi lời ở đây có nghĩa là là trước khi có thời gian trước khi vũ trụ này được đức chúa trời dựng nên thì đã có ngôi lời hay là đã có đức chúa giêsu christ đã có đấng christ ngôi lời đã hiện hữu từ trước à, hay nói cách khác là ngôi lời không có sự bắt đầu và ngôi lời đã đời đời hiện hữu à, Chữ Ngôi Lời, ở đây là là gì ông bà chị em? Ngôi Lời theo như Kinh Thánh cho chúng ta biết á, là Ngôi Lời chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Jesus Christ được xưng là lời của Đức Chúa Trời. Ở trong Khải Huyền đoạn 19 câu số 13 à, ghi lại rằng là danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng là ban đầu có Ngôi Lời, ban đầu có Đức Chúa Giêsu Christ. Tại sao sứ đồ Giang dùng danh xưng Đức Chúa Jesus Christ là ngôi lời ở đây? Tại sao sứ đồ Giang không nói rằng là ban đầu có Đức Chúa Jesus Christ? Đức Chúa Jesus Christ ở cùng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời. Tại sao sứ đồ Giang không nói rằng là đây là Đức Chúa Jesus Christ mà là ông dùng chữ là ngôi lời? Ông bà cho em có thấy cái điều này không? Tại sao sứ đồ Giang dùng chữ ngôi lời lý do sứ đồ dân chọn danh xưng Đức Chúa Jesus Christ là ngôi lời là 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 cái 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 điều mà ông ông đang chỉ dùng cái cái chữ ngôi lời đó rất là quen thuộc với người do thái và người hy lạp đối với người do thái thì à, khi nói đến ngôi lời thì là họ người hiểu ngay à, người do thái tin rằng là ngôi lời là lời nói có quyền năng của Đức Chúa trời à, khi Chúa phán à, với họ là vì có lời Đức Chúa trời phán phán cùng chúng ta đọc trong phần cụ ước đó, có rất là nhiều các sách tiên tri trong cụ ước có nói là có vì có lời đức chúa trời phán rằng có lời của đức chúa ba phán rằng rồi chúng ta cũng biết rằng là người do thái tin rằng là vì có lời của chúa cả vũ trụ này cả thế gian này các tầng trời được làm nên bởi lời của đức chúa trời ở trong thi thiên đoạn 33 câu số 6 cho nên khi nói đến ngôi lời hay là nói đến lời đức chúa trời đó thì người do thái họ hiểu ngay họ biết sứ đồ dân đang nói đến điều gì và đối với người hy lạp thì ông bà cho em biết rằng là, là họ tính rằng ngôi lời là lời quyền năng bày tỏ sự khôn ngoan ý chí và cảm xúc của con người hay là bày tỏ sự uh, ý chí khôn ngoan cho con người cho nên uh, uh, cái chữ ngôi lời uh, mà sứ đồ dân dùng ở đây đó cho cả người do thái và người hy lạp thời bấy giờ và chúng ta biết rằng là tất cả mọi người dù người do thái người hy lạp bất cứ ai đang tìm kiếm đức chúa trời hay là tìm kiếm chân lý uh, tìm kiếm sự không ngoan thì sứ đồ Giang nói đây đức chúa giêsu christ chính là đấng mà các ngươi đang tìm đức chúa giêsu christ là ngôi hai thiên chúa ngài là đức chúa trời là đấng mà các ngươi là đấng mọi người đang cần và đang tìm và Chúa Jesus Christ là đấng mà họ 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 cần phải có sứ sứ đồ dân muốn cho mọi người biết rằng là là, là 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 ngôi lời chính là Đức Chúa trời và Đức Chúa Jesus Christ là đấng hằng có từ trước ở trong Mechi đoạn 5 câu số 1 đó gốc tích của Đức Chúa Jesus Christ, bởi từ đời xưa từ trước vô cùng như vậy thì Đức Chúa Jesus Christ đã hiện hữu từ từ ngàn xưa từ 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 vô cực trong quá khứ ông bà chị em. Xe đoạn 1 câu số 17 giải thích cho thêm cho chúng ta rằng là Ngài Ngài là Đức Chúa Jesus có trước muôn vật. Chúa có trước muôn vật. À, chính Chúa Yêu Sư phán rằng là quả thật quả thật ta nói cùng các ngươi trước khi chưa có Abraham đã có ta. À, giang đoạn 5 câu số 58. Như vậy thì Đức Chúa Sư phán với lời này là ngài muốn nói là rằng là ngài là đấng hằng có trước Abraham. Như vậy thì uh, ban đầu có ngôi lời, thì nhắc nhở chúng ta một điểm chính là gì? là đấng Christ là ngôi lời, là đấng hằng có từ trước. Ngài đấng hằng có từ trước. Và nếu Đức Chúa Giêsu là đấng hằng có trước á, thì Ngài phải là Đức Chúa trời. Phải không mời chị em nếu mà Chúa Jesus là đấng hằng có ngày, 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 có trước đó, thì sao ngài phải là Đức Chúa trời à, cho nên uh, ngài phải là đấng vĩnh hằng ngài là đấng đời đời rồi ngôi lời ở cùng Đức Chúa trời ngôi lời ở cùng Đức Chúa trời có nghĩa là là đấng Christ đồng hiện hữu với Đức Chúa trời hay là Đức Chúa Jesus đồng hiện hữu với Đức Chúa trời đến cái ý thứ hai ở đây chúng ta thấy rằng là khi nói Đức Chúa Trời sứ là Đức Chúa Trời thì Ngài phải là đấng hằng có trước và Ngài là đấng đồng hiện hữu với Đức Chúa Trời và là Ngài Ngài là đấng hằng có hay là Ngài là đấng tự có. Cho nên cho nên đây là cái điểm mà chúng ta cần phải 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 hiểu, à, chúng ta cần phải 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 nhớ điều này à, khi nói về Đức Chúa Jesus. À, Đức Chúa Jesus ở cùng Đức Chúa Trời có nghĩa là Đức Chúa Jesus đồng hiện hữu với Đức Chúa Trời đức chúa Jesus là ngôi hai thiên chúa, ngài là một thân vị, một hữu thể riêng biệt với đức chúa trời, ngài ở cùng đức chúa trời và ngài là đức chúa trời, chứ không phải ngài là một phần nào đó của đức chúa trời. Đức chúa Jesus đồng hiện hữu với đức chúa trời nói đến sự liên hệ mật thiết giữa ngài với đức chúa trời. Hơn nữa khi nói đức chúa Jesus đồng hiện hữu với đức chúa trời là cũng nói đến lễ đạo Ba ngôi Đức Chúa Trời. À, chúng ta biết rằng là à, lễ đạo ba ngôi chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng mà là, là ba ngôi, ba ngôi hiệp một, à, có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh cả ba hiệp một và cả ba đều là Đức Chúa Trời. À, đây là cái sự mầu nhiệm rất là lớn của bà chị em. Về lễ đạo ba ngôi Đức Chúa Trời, có thể chúng ta không hiểu tận tường về sự mầu nhiệm này, nhưng chúng ta tin, chúng ta nhận lấy vì sao? vì Chúa bày tỏ chúng ta, chúng ta biết ơn Chúa và Chúa bày tỏ chúng ta biết cái, cái lễ đạo này. Cho nên chúng ta nhìn cái hình mà có trên cái cái screen đó, chúng ta thấy lễ đạo ba ngôi. The Father là Đức Chúa Cha, bên đây là Đức Chúa Con, ở dưới là Đức Thánh Linh là Holy Spirit. Cả ba là Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Cha không phải là Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh cũng không phải là đức chúa con mà đức chúa con cũng không phải là xin lỗi đức chúa cha cũng không phải là chúa con cho nên cái hình này à, chúng ta à, thấy nó, nó hơi à, à, khó khăn nhưng mà rất là dễ hiểu mà em. có nghĩa rằng là đức chúa cha là đức chúa trời đức thánh linh là đức chúa trời đức chúa con là đức Th... là đức chúa trời ba ngôi riêng biệt nhưng mà ba ngôi hiệp một chỉ có một đức chúa trời nhưng mà lại ba ngôi đây là cái sự mầu nhiệm rất là lớn trong lễ đạo của Chúa. Cái điều mà chúng ta thường thắc mắc hỏi đó là tại sao một Đức Chúa trời mà lại có ba ngôi và ba ngôi là đều là Đức Chúa trời. Cho nên cái điểm này thì chúng ta biết rằng là ngày hôm nay có rất là là nhiều thần học gia tranh cãi nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là kinh thánh bày tỏ chúng ta chúng ta tin chúng ta nhận lấy. Chúng ta tạ ơn Chúa và Chúa đã mặc khải cho chúng ta. Cho nên uh, uh, chúng ta cảm ơn Chúa vì Kinh Thánh đưa ra rất là nhiều bằng chứng về lễ đạo Ba ngôi Đức Chúa Trời. Ở trong Ma thi Ơi đoạn 3 câu 16, câu 17 đó chúng ta nhớ không? Nhớ đến cái câu chuyện uh, cái, uh, nếu đến cái sự kiện là Chúa Giê-xu chịu pháp báp tem. Thì khi, khi Chúa Giê-xu chịu pháp tem thì sao? Thì uh, uh, Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu đậu trên ngài rồi có tiếng phán từ trên trời này là con yêu dấu của ta đẹp lòng ta mọi đàn. Chúng ta thấy có ba ngôi rõ ràng phải không? Đức Chúa Cha có tiếng phán với Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh là lấy hình chim bồ câu đậu trên ngài và Đức Chúa Sư là đấng đang làm phép, phép tem. Ba ngôi rõ ràng mà chị em. Rồi ở trong uh, uh Timothy uh, thứ nhất đoạn 4 câu 5 vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Sư Chris là người. Cho nên chúng ta thấy rằng là chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng mà lại ba ngôi. Là ba ngôi, Đức Chúa Trời, ba ngôi. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Rồi ở trong uh, uh, Má Thơ đoạn 28 câu số 19, đó, uh, trước khi Chúa uh, về trời đó thì Chúa phán với các môn đồ làm vậy, hãy đi dạy dỗ môn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm pháp, pháp têm cho họ. cái là hãy nhân danh ai? Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Ba ngôi. Ba ngôi phải không? Ba ngôi hiệp một, chỉ có một Đức Chúa Trời nhưng ba ngôi hiệp một. Rồi ở trong lời 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 lời, lời cầu nguyện chúc phước của sứ đồ Phaolô cho hội thánh Corinto đó, Trong Corinto thứ nhì đoạn 13 câu số 14 đó, Nguyện xin ơn của Đức Chúa Jesus, sự yêu thương của Đức Chúa Trời và sự thông giao thông của Đức Thánh Linh ở hết thảy anh em. Cho nên chúng ta thấy Kinh Thánh nói rất là nhiều mà chị em, rất là nhiều bằng chứng nói về lễ đạo ba ngôi dù rằng chúng ta không hiểu hết nhưng mà chúng ta biết rằng là đây là lẽ thật của Chúa bày tỏ chúng ta chúng ta phải đem lòng tin nhận lấy và chúng ta tạ ơn Chúa và ngôi lời là Đức Chúa trời ban đầu ngài ở cùng Đức Chúa trời đến cái ý thứ thứ ba đó là đấng Christ tự có à, nãy mình nói về đấng Christ là là đấng à, 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 hằng có trước phải không đấng Christ đồng hiện hữu với Đức Chúa trời và thứ ba là đấng Christ tự có có nghĩa là không ai dựng nên ngài ngài tự có à, ngôi lời là Đức Chúa Jesus Christ ấy, là Đức Chúa trời ban đầu ngài ở cùng Đức Chúa trời à, nếu Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa trời ngài ở cùng Đức Chúa trời thì ngài phải là đấng tự có và dạ, tự có chứ không không thể nào ngài là là là, là 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 vật thọ tạo hay là ngài được Đức Chúa trời tạo dựng nên có nghĩa rằng là, là Đức Chúa Jesus không phải do Đức Chúa Trời tạo dựng mà Ngài là đấng tự có và hằng có. Ở trong sách Tinh lành nhà dân có ít nhất 7 lần Đức Chúa Sư phán ta là 7 lần bà cho em ta là ta là có nghĩa là 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 là, là sứ đồ Giăng dùng cái chữ ta là là danh xưng của Đức Chúa Sư Chris. À, Đức à, Đức Chúa Sư Chris có danh xưng là là ta là ngài à, ngài đang nói đến tên của Đức Chúa Trời mà cho em khi môi hỏi Đức Chúa Sư, hỏi Đức Chúa Trời tên Ngài là chi thì Đức Chúa Trời đáp rằng ta là đấng tự hữu và hằng hữu ta là đấng tự hữu và hằng hữu trong sức đoạn 3 sức chấp e tô ký đoạn 3 câu 14 đó như vậy thì Đức Chúa Sư phán rằng ta là có nghĩa là, là Ngài đang nói đến chính Ngài là Đức Chúa Trời chính Ngài có mọi bản tánh của Đức Chúa Trời và Ngài là Đức Chúa Trời Ngài ngang bằng với Đức Chúa Trời à, Tóm lại như thế này ông bà chị em Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng à, hằng có trước, Ngài là đấng đồng hiện hữu với Đức Chúa Trời và là Ngài là đấng tự có hay là hằng có. Cái điều này là quan trọng lắm bà chị em. Nếu một người mà chối bỏ về thần tánh của Chúa Jesus Christ á, nghĩa là chối bỏ Ngài là Đức Chúa Trời đó thì người đó chối bỏ luôn Đức Chúa Trời. Nếu nếu một người chối bỏ về thằng Thánh Chúa Không tin Chúa Sư là Đức Chúa Trời Thì cái người đó cũng chối bỏ Đức Chúa Trời luôn Ở trong gian nhất đoạn 3 câu số 23 văn nhất đoạn 2 câu số 23 Ai chối con thì cũng không có cha Ai xưng con thì cũng có cha nữa bà chị em thấy điều này không Cái nghĩa là ai xưng Chúa Sư christ Thì người đó có ai Dạ yeah, có Đức Chúa Trời Nếu mà ai không xưng Chúa Sư christ Thì người, người đó cũng không có Đức Chúa Trời rất là rõ Nếu một người không có Đức Chúa Sư Thì không có sự sống Không có sự cứu rỗi Chúng ta cần phải hiểu điều này Tôi xin nói lại Nếu một người không có Đức Chúa Sư Không tin nhận Chúa Sư Hay là không thuộc về Chúa Sư Thì người đó không có sự sống đời đời Và không có sự cứu rỗi Trong gian nhất đoạn 5 của số 12 Ai có Đức Chúa con thì có sự sống Ai không có con Đức Chúa Trời Thì không có sự sống đâu phải không vâng bà chị em? Như vậy thì uh, lễ đào ba ngôi Đức Chúa Jesus Christ là ngôi hai Thiên Chúa Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời Rất là quan trọng mà chị em ở gian, uh, Trong gian đoạn 3 câu 36 Ai tin con thì được sự sống đời đời Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu Nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời Vẫn ở trên người đó Cho nên sự cứu rỗi một người có đó Là khi người đó xưng nhận Chúa Jesus là con Đức Chúa trời, xưng nhận Chúa Jesus là Đức Chúa trời, tin nhận Chúa Jesus là con Đức Chúa trời là Đức Chúa trời. Khi chúng ta không tin Chúa Jesus là Đức Chúa trời thì chúng ta phạm phạm tội là, là cái phạm phạm tội là, là cái tội phạm thượng với Đức Chúa trời ông bà chị em. Không tin Đức Chúa Jesus là Chúa trời là chúng ta phạm tội phạm thượng với ngài. Ngày nay có rất là nhiều người thờ phượng Đức Chúa trời nhưng không tin Chúa Jesus là Đức Chúa trời. Ông bà chị em thấy điều này không? Rất là nhiều người thờ phượng đức chúa trời nhưng không tin chúa xu là đức chúa trời điển hình như uh, những người Jehovah Witness uh, chứng nhân Jehovah ông bà chị em họ tin họ thờ phượng đức chúa trời nhưng mà họ không tin chúa xu là đức chúa trời họ nói đức chúa xu là 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 đấng được đức chúa trời tạo dựng nên họ cũng đi ra rao truyền danh chúa Giêsu về sự cứu đổi chúa Giêsu nhưng mà họ không tin chúa xu là đức chúa trời như vậy chúng ta có thể nói rằng là họ chưa được cứu đúng không? lời kinh thánh nói điều này chứ không phải tôi nói. Nếu ai có uh, ai có con thì có có sự sống đời đời phải không? Họ không tin nhận Chúa Giêsu họ không công nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa trời, thì họ cũng chối bỏ Chúa Jesus, uh, chối bỏ Đức Chúa trời luôn. Cho nên uh, chúng ta thấy um, rất là là nhiều tôn giáo ngày hôm nay, chung um, rằng họ rất là sốt sắng, họ đi gõ cửa từng nhà phải không? Họ phát truyền đạo đơn, họ họ họ, họ mời gọi để gia nhập nhưng mà mình biết rằng là đó là những 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 người rao giảng về Đức Chúa Giêsu không đúng như kinh thánh họ rao giảng về Đức Chúa Giêsu không không đúng như lời kinh thánh nói về Đức Chúa Giêsu họ là những người có thể nói là lường gạt sai chật lời Chúa cho nên chúng ta phải cẩn thận khi khi thấy những người chứng nhân Giê-hô-va đến để để chia sẻ niềm tin thì mình phải cẩn thận rồi uh, tôi muốn nói đến một cái uh, số người nữa là người uh, giáo phái uh, gọi là uh, hội thánh của Đức Chúa Jesus Christ của các thánh ngày xưa tiếng Anh là the Church of Christ of Later Descent ông bà cho em thấy đó là một môn đó. họ không tin họ phủ nhận Chúa Jesus là Đức Chúa trời cho nên uh, đó là những cái điều mà chúng ta cần phải phải chú ý chúng ta phải biết Chúa Jesus là ai chúng ta tin cậy Chúa chúng ta tôn thờ Chúa chúng ta hầu việc Ngài. Cho nên lời kinh thánh dạy rất là rõ ràng Bà cho em trong văn nhì đoạn uh, văn nhì câu số 10, câu số số 11 đó, nếu ai đến cùng các ngươi không đem đạo ấy theo thì chớ rước họ vào nhà và đừng chào hỏi họ. Okay. <laughs> bà chị em thấy không? Nếu mà họ đến không đem đạo của Chúa, không đem uh, lãi thật của Chúa, đúng như kinh thánh đó, đừng có rước họ vào nhà, đừng có chào họ luôn. Kinh thánh nói điều này không bà chị em? Câu số 11 nói rằng là vì người nào chào hỏi họ tức là dự vào công việc ác của họ. Ô oh, chúng ta thấy điều này Kinh Thánh nói rất là rõ ràng cho nên xin Chúa nhắc nhở chúng ta. Khi chúng ta tin Chúa Jesus là chúng ta tin Đức Chúa Trời. Đồng ý không? Vì Chúa Jesus là Đức Chúa Trời phải không? Khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Jesus có nghĩa là chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì Chúa Jesus là Đức Chúa Trời. Khi chúng ta hậu việc Đức Chúa Jesus có nghĩa là chúng ta cũng hầu việc Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói điều này ông bà cho em, cho nên uh, xin Chúa cho mỗi chúng ta uh, để Chúa Giêsu làm trọng tâm của đời sống chúng ta. Chúa Giêsu phải được kính trọng, Chúa Giêsu phải được yêu mến, Chúa Giêsu phải được thờ phượng. Không những Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa Giêsu cũng là đấng tạo hóa ông bà cho em. Trong câu số 3, muốn vật bởi Ngài làm nên chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Chúa Giêsu là đấng tạo hóa, Chúa là Giêsu là là là, là đấng tạo dựng nên muôn vật, à, tất cả muôn vật trên trời dưới đất và bên dưới đất đều do Đức Chúa Giêsu làm nên. Chẳng có vật à, chi mà được dựng nên mà không bởi Ngài. Ở trong Cô Xe đoạn 1 câu số 16 Cô Lô Xe đoạn 1 câu số 16 Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài Bất luận trên trời, dưới đất Vật thấy được, vật không thấy được Hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị chấp chánh hoặc cầm quyền đều bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Vì Ngài, bởi Ngài mà được dựng nên. Cho nên Chúa Giêsu là, là đấng tạo hóa. Đức Chúa là đấng tạo hóa. Heberer đoạn 1 câu số 10 Hỡi Chúa, ban đầu trước hết Chúa đã dựng nền đất và các từng trời cũng là công việc của tay Chúa. Chúa là đấng tạo hóa ở trong Cô Linh thứ nhất đoạn 6, đoạn 8 câu số 6 về phần chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi là Đức Chúa Cha muôn vật bởi Ngài mà ra và chúng ta hướng về Ngài và chỉ có một Chúa mà thôi là Đức Chúa Sư Christ muôn vật đều nhờ Ngài mà có và chúng ta cũng vậy muôn vật nhờ Chúa Giêsu mà có mà cho em Chúa là Đức Chúa Trời Chúa là Đấng Tạo Hóa cho nên buổi sáng hôm nay À, tôi ước mong rằng à, chúng ta học điều này chúng ta xin Chúa cho chúng ta hiểu Chúa Giêsu là ai để chúng ta yêu mến Chúa chúng ta thờ phượng Chúa chúng ta phục vụ Chúa Roma đoạn 11 câu số 36 vì muôn vật đều là từ Ngài bởi Ngài và hướng về Ngài vinh hiển cho vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng Amen muốn vật hướng về ngài muốn ngật muốn vật thuộc về ngài muốn vật đều do ngài tạo dựng không những Ngài là đấng tạo hóa, đấng tạo dựng, Ngài là đấng bảo tồn muôn vật. Ngài là đấng bảo tồn muôn vật. Đức Chúa Giêsu Christ là đấng duy trì muôn vật, là đấng bảo tồn muôn vật. Muôn vật đứng vững là nhờ quyền năng của Ngài. Muôn vật đứng vững nhờ quyền năng của Chúa Giêsu. Ở Câu Lô Xe đoạn 1 câu số 17, Ngài có trước muôn vật, muôn vật đứng vững trong Ngài, nếu không ở trong Ngài thì muôn vật không thể nào đứng vững được bà chị em. Chúng ta cũng vậy phải không? Khi khi nói là muôn vật ở trong trong Chúa được đứng vững trong Chúa, nếu chúng ta không ở trong Chúa chúng ta sẽ không thể nào đứng vững được. Ngài là đứng bảo tồn, Ngài là đứng duy trì. À, Heberer đoạn 1 câu số 3 Ngài lấy lời à, có quyền phép nâng đỡ muôn vật. Ờ, à, Chúa Jesus lấy lời quyền phép để nâng đỡ muôn vật. Ừm, um, đoạn 10, đoạn 2 câu 10, thật đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài. Nghĩa là nhắc nhở chúng ta là gì? Muôn vật có là nhờ nhờ Đức Chúa Giêsu, nhờ sự duy trì, nhờ sự bảo tồn của Ngài. Họ muôn vật có thể đứng vững được. Mà nếu Chúa Giêsu không nâng đỡ, không bảo tồn, không duy trì thì muôn vật sẽ sẽ chết và sẽ sẽ không tồn tại. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta nếu mà Chúa không bảo tồn không gì, gìn giữ đời sống chúng ta, chúng ta sẽ không thể nào đứng à, trước mặt Chúa, chúng ta sẽ không không thể nào tồn tại được. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa. Chúa đã đã, đã 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 bảo tồn muôn vật. Chúa đã duy trì muôn vật. Chúa ban cho chúng ta sự sống, hơi thở. Và tại vì trong ngày mà chúng ta được sống động mà cho em, vì trong Chúa chúng ta mới có sự sống. Chúng ta được sinh hoạt À, Chúa đã tạo dựng nên chúng ta, Chúa bảo tồn sự sống chúng ta. Và đời sống chúng ta nằm trong bàn tay của Chúa Giêsu. Chúng ta lệ thuộc vào Chúa Giêsu bà chị em. À, chúng ta xem ở trong uh, Thi thiên đoạn 145 câu số 15 16 đó. Con mắt muôn vật đều ngửa trong Chúa, Chúa ban cho chúng nó đồ ăn tùy theo thì. Chúa xè tay ra làm cho thỏa nguyện mọi lời sống. Ô cảm ơn Chúa. Chúa không làm điều này chắc chắn là chúng ta không thể nào sống được phải không? Chúa, Chúa ban cho chúng nó đồ ăn tùy theo, theo thì, rồi Chúa xè tay ra làm cho thỏ nguyện mọi loài sống. Chúng ta sống được là nhờ là nhờ ơn của Chúa, là được ở trong Chúa, là nhờ chúng ta ở trong Chúa. À, xin Chúa cho chúng ta sống tin cậy Chúa, sống vì sự vinh hiển của Chúa. Xin Chúa cho cho chúng ta tấm lòng khiêm nhường. À, tôn kính Chúa Giêsu ca ngợi Chúa Giêsu và vâng phục Ngài vì Chúa là, là đấng tạo hóa mà cha, Chúa là đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật, Chúa là đấng bảo tồn muôn loài vạn vật Xin Chúa cho tấm lòng chúng ta hạ mình khiêm nhường đầu phục Chúa tôn kính Chúa Giêsu trong ngài có sự sống sự sống là sự sáng của loài người sự sáng soi trong tối tăm tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng đến cái uh, điểm thứ ba là gì Đức Chúa Giêsu là nguồn sự sống Chúa là nguồn sự sống, Đấng Christ ban sự sống, chính Chúa Jesus Christ là nguồn sự sống. Có nghĩa là Ngài không lấy sự sống từ nơi ai, Ngài cũng 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 không không có ai ban cho Ngài cả. Chúa là nguồn của sự sống. À, trong Chúa Giêsu có sự sống tâm linh và có sự sống đời đời. Ngoài Chúa Giêsu thì không có sự sống. Và chúng ta biết rằng không những Chúa Giêsu là đấng có sự sống mà chính ngài là đấng ban sự sống về phần thể xác và phần tâm linh à, chúng ta biết rằng khi chúng ta vừa sinh ra thì sao chúng ta có sự sống thể xác chúa ban cho chúng ta sự sống thể xác phải không à, khi chúng ta được sanh lại hay là chúng ta tin nhận chúa Giêsu thì chúng ta có sự sống về thầm, tâm linh chúng ta có sự sống đời đời và chị em thấy điều này không và chúa cứu phán rằng là ta là đường đi lẽ thật và sự sống chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Chúa Sư phán điều này thì ngài nói ngài chính ngài nói rằng là ngài có thẩm quyền ban sự sống cho những ai tin nhận ngài. Chúa có thẩm quyền ban sự sống cho những ai tin nhận ngài. À, Giang đoạn 3 đoạn 6 câu 35 Đức Chúa Sư phán ta là bánh sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, ai tin ta chẳng hề khác. Ô cảm ơn Chúa, Chúa là nguồn sự sống của chúng ta bà chị em. Chúng ta sống mỗi ngày là nhờ ơn của Chúa. Nhờ bánh của Chúa, là lời của Chúa, nhờ sự liên hệ với Chúa, nhờ sự duy sự bảo 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 tồn của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa. Cho nên uh, xin hỏi ông bà chị em rằng là là quý ông bà chị em đã, uh, mình đã có có cái cái sự uh, sự sống về thể xác rồi đó, Chúa đã ban cho. Nhưng mà về phần uh, sự sống uh, tâm linh, sự sống đời đời đó thì quý ông bà chị em đã có chưa? Yeah, chúng ta đã có, vì chúng ta tin nhận Chúa Sư phải không? Chúng ta đã có sự sống tâm linh và sự sống đời đời Chúa ban cho chúng ta. Chúa 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 phán rằng là Ngài là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Người có tin điều đó chăng? Hồi sáng hôm sáng nay Chúa Chúa phán với chúng ta là chúng ta có tin không? Chúa nói rằng là Chúa là sự sống lại và sự sống. Chúng ta tin Chúa thì chúng ta sẽ sống mặc dù đã chết mà còn ai còn ai ai, ai đang sống á mà tin Chúa đó, thì không bao giờ chết. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta biết rằng khi khi chúng ta chết á là một cái chuyển tiếp chúng ta bước vào sự sống đời đời, sự phước hạnh trong Chúa. Một người tin Chúa hiện bây giờ chúng ta tin Chúa, chúng ta không trải qua sự sự chết uh, sự chết mất uh, trong hỏa ngục trong đời đời. Chúng ta chỉ trải qua cái sự chết về thần sẽ xác thôi và phần tâm linh chúng ta là được sống trong Chúa cho nên khi chúng ta tin nhận Chúa chúng ta tin chắc rằng chúng ta được cứu rỗi linh hồn chúng ta có sự sống trong tâm linh và sự sống đời đời trong hiện tại và trong tương lai đây là cái điều phước hạnh ông bà chị em chúng ta cảm ơn Chúa Chúa nói là điều này không bà chị em còn ai sống và tin ta thì không hề chết đúng không không hề chết chúng ta cảm ơn Chúa chúng ta có sự sống trong Chúa À, sự sống là sự sáng của loài người, à, Chúa Giêsu không không những là ngài là sự sự sống, à, ngài là là nguồn sự sống nhưng mà ngài cũng là sự sáng, sự sáng ban cho loài người, à, sự sáng và sự sống không thể nào tách rời nhau được. Khi chúng ta nói à, à, chúng ta có sự sống tâm linh, có sự sống à, đời đời, thì chúng ta phải sống trong sự sáng, tại vì sự sáng và sự sống nó đi chung với nhau. Một người được cứu À, phần tâm linh có sự sống trong tâm linh Sự sống đời đời Thì người đó sẽ sống trong sự sáng Trong sự thánh khiết Sống trong sự sáng Trong sự thánh khiết à, Trong gian đoạn 8 câu số 12 Đức chúa Sư lại cất tiếng Phán cùng rằng Chúng rằng Ta là sự sáng của thế gian Người nào theo ta Chẳng đi trong tối tâm Nhưng có ánh sáng của sự sống Có nghĩa rằng là, là Chúng ta tin Chúa Chúng ta có sự sống Có sự sáng của Chúa Vì chúng ta đi theo Chúa Chúng ta ở trong Chúa Chúng ta có sự sáng của Chúa Chúng ta sống trong sự sáng Sống trong sự thánh khiết Và Chúa ban cho sự sáng Cho chúng ta Và những người đi theo Chúa Những người tin nhận Ngài Văn đoạn 1 câu số 9 Đức Chúa là sự sáng thật Ô, Chúa là sự sáng thật bà chị em. Khi đến thế gian soi sáng mọi người Chúa đến Chúa soi sáng chúng ta Chúa cho chúng ta thấy biết chúng ta là ai, chúng ta biết Chúa là ai để chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa nhưng mà nhưng mà ngày hôm nay chúng ta biết rằng là con người chúng ta thích sống trong sự tối tâm hơn là trong sự sáng. Đúng không? Chúng ta <laughs> thích sống trong sự tối tâm, thích thích làm những cái việc tối tâm hơn là những việc, việc uh, 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 công chính những điều trong 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 sự sáng. Ở trong gian đoạn 3 câu số 20 đó, bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng? một người làm uh, những cái điều tối tâm á thì không có ưa sự sáng đâu ghét sự sáng lắm và chị em nhưng, nhưng chúng ta là con cái của Chúa chúng ta sống trong sự sáng chúng ta làm điều trong sự sáng chúng ta thuộc về Chúa chúng ta yêu mến Chúa chúng ta yêu mến lời lời lẽ thật của Chúa chúng ta là những người làm theo lẽ thật chúng ta có sự sáng chúng ta đến cùng với sự sáng sự sáng soi trong tối tâm tối chăm chẳng hề nhận lấy sự sáng có nghĩa là sao ông bà cho em à, nghĩa là đấng Christ thắng hơn sự tối tâm sự sáng thuộc về Chúa Giêsu sự tối tâm thuộc về ma quỷ và hệ thống của thế gian tội lỗi Chúa Giêsu là sự sáng đã đến thế gian để tiêu diệt sự tối tâm là ma quỷ ma quỷ luôn luôn tìm cách phá hoại dập tắt sự sáng nhưng không bao giờ chiến thắng sự sáng không bao giờ thắng hơn sự sáng. Chúng ta à, vẫn lòng tin trong Chúa vì chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta ở trong sự sáng. Ma quỷ có thể bắt hại chúng ta, cám dỗ chúng ta có thể giết cái sự sống về thuộc thể của chúng ta, nhưng không thể nào thắng hơn, không thể nào dập tắt sự sáng. Và chúng ta tạ ơn Chúa là gì? Chúng ta ở trong Chúa Giêsu chúng ta có sự sáng và trong kinh thánh nói rằng chúa giêsu đã chiến thắng thế gian thì những người thuộc về chúa giêsu cũng sẽ chiến thắng thế gian và sự sự tối tâm không thể nào dập tắt sự sáng được sự sáng tiếp tục soi ra tiếp tục bày tỏ ra chúng ta tạ ơn chúa cho nên buổi sáng hôm nay um, chúng ta được nhắc nhở về đức chúa Jesus christ là ai ngài là đấng vĩnh hằng ngài là đấng đời đời ngài là đức chúa trời ngài là đấng tạo hóa ngài là đấng ban sự sống ngài là đấng hằng có trước ngài là là đấng đồng hữu đồng hiền hữu với đức chúa trời và ngài là đấng tự có ngài là đấng bảo tồn muốn vật bảo tồn sự sống tất cả muôn loài cho nên buổi sáng hôm nay vì vì chúa xu là 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 đức chúa trời nên tôi sẽ tôn kính yêu mến thờ phượng chúa xu hết lòng vì Chúa Giêsu là đấng tạo hóa nên tôi sẽ sống với lòng tin cậy và vâng phục Ngài. Chúa là đấng tạo hóa, Chúa là chủ của muôn loài vạn vật. Chúng ta phải phải phải, phải sống với với lòng khiêm nhường, hạ mình và tin cậy nơi Chúa. Vì Chúa là nguồn sự sống, là nguồn sự sáng nên tôi sẽ sống không sợ hãi nhờ sự sống của Ngài và bước đi ngay thẳng trong sự sáng lẽ thật của lời Ngài. À, có ba câu hỏi à, buổi sáng hôm nay à, xin chúng ta cùng à, suy gẫm để nhắc nhở chúng ta một lần nữa à, à, với lời của ngài tôi có sự sống dưới vật và sự sống đời đời trong danh chúa giêsu không dạ có Dạ, dạ vì, vì chúng ta tin chúa giêsu là ngô hai thiên chúa là đức chúa trời à, chúng ta, ta xứng nhận chúa giêsu là đấng cứu thế chúng ta tin thế nên chúng ta có sự sống dưới vật và sự sống đời đời trong danh của chúa Tôi có sự sáng và đang sống trong sự sáng của Chúa xu không? Yeah. chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta có sự sáng của Chúa cho ban cho chúng ta, chúng ta sống trong sự sáng, sống trong sự thánh khiết. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta có lời của Chúa, lời của Chúa soi dẫn chúng ta, dẫn dắt chúng ta sống đẹp lòng Ngài. À, tôi có làm à, tôi có chia sẻ sự sống và là và sự sáng của Chúa cho mọi người trung ban không? Đây là cái điều mà và nhắc nhở chúng ta chúng ta cả ơn Chúa chúng ta có 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 sự sống Chúa ban cho có sự sáng Chúa ban cho không mà cho em nghĩ coi rất là nhiều người đang ở trong sự tối tâm không biết Chúa mà cho em họ sống ở trong sự tối tâm trong sự lầm lạc đáng buồn đáng đau thương mà cho em xin Chúa thúc giục tấm lòng chúng ta để chúng ta đi ra chúng ta nói về về sự sự sống của Chúa sự sáng của Chúa cho những người đang ở trong cái sự 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 uh, tối tâm đó mà cho em cho nên ước mong rằng buổi sáng hôm nay chúng ta được nhắc nhở Chúa Jesus ai? Xin Chúa ban cho chúng ta tấm lòng yêu mến Chúa, kính sợ Chúa và thờ phượng Ngài. Nguyện xin lời của Chúa nhắc nhở chúng ta buổi sáng hôm nay và xin Chúa đem lòng chúng ta đến với Chúa, thưa với Chúa rằng chúng ta là con của Ngài, chúng ta tại ơn Chúa, chúng ta được lời của Chúa nhắc nhở, chúng ta biết Chúa để chúng ta sống đúng theo lời Kinh Thánh, sống rao truyền. À, lời của chúa cho những người chung quanh chúng ta xin à, kính mời bà em chúng ta đến với chúa chúng ta cầu nguyện